Vậy là cũng đã sang một mùa mới cũng đâu đó là một tuần đấy đúng không? Nói chung mình không rõ. Thì không biết là có bạn nào đã lên được rank cao thủ hay chưa? Với mình thì là chưa các bạn ơi. Mình thề là nhìn cái lịch sử đấu ở đây thì các bạn biết rồi đấy. Không biết là có bạn nào đã gặp những cái tình huống như mình chưa? Mình gặp là AFK phá game rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên trong đời mình luôn mà mình thua một cái chuỗi dài đằng đẵng, thua lên tới tận là chuỗi 10 thua liên tiếp luôn ấy. Thế nên là mình phải công nhận đây là cái mùa cực kỳ khắc nghiệt ở rank đầu mùa luôn. Thế nên là bởi vì là vừa mới reset chuyển sang mùa S5 2024 các bạn ạ. À đâu, gọi là mùa S1 chứ, S1 2024. Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đến với đó chính là một ngày leo rank của mình ở trên rank đầu mùa này. Thì chúng coi là rank đầu mùa này nó có gì khắc nghiệt mà tại sao mà mình chỉ thua liên tục luôn nhá. Còn thì bây giờ chúng mình cùng vào xem những cái trận đấu ở trên rank đầu mùa của mình nha. Và cùng đến với ngay trận đấu đầu tiên các bạn ạ. Thì trận đấu đầu tiên này mình đã quyết định là mình chơi Vered nha. Do cũng lâu lắm rồi là mình chưa chơi Vered ấy. Mà hồi xưa là mình là một thời con champ Vered cơ. Nghe đâu là Vered cũng vừa mới chuẩn bị ra skin rồi. Nên là coi như là tập tành trước để mà chờ khi nào ra skin mới mình còn test cho bạn cùng xem đúng không? Thì đây sẽ là cái trận đầu tiên của mình luôn nhá. Được rồi, thì trận đấu đầu tiên là mình sẽ đối đầu với Ngộ Không các bạn ạ. Mình ở đúng rồi quên nhỉ. Nếu như mà gặp Ngộ Không thì mình sẽ chơi Omen thì nó sẽ như thế dễ hơn. Nhưng mà cầm Vered thì vẫn có thể chơi được với kèo con Ngộ Không nhá. Ngộ Không thì cầm kèo nào cũng chơi được các bạn ơi. Không có gì phải lo cả. Tính qua cướp rừng nè. Bạn này tính qua cướp rừng các bạn ơi. Trời! Ôi sao bỏ mình? Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Ôi tem đâu? Đen nhở? Ủa cái pha đấy mình xoay đúng đẹp luôn ấy. Nhưng mà không giết được ai cả. Ôi solo kill thua rồi. Trời giờ Nam mà còn lên ăn quái của mình nữa là coi như mình cút luôn các bạn ơi. Là mình phế luôn đấy. Rồi, nó đây này, hay. Ê, cũng được, lấy được cái trụ các bạn ơi, lấy được cái trụ, ngon quá, ngon. Này sơ. Lấy được cái trụ ở lời rồi. Đi luôn chứ nó. Hay, từ từ. Ui, mình xài chiêu chúng. Tu Len ơi. Ủa Tu Len đâu? Ủa Tu Len đâu? Ơ Tu Len đâu? Ủa? Ơ Tu Len xuống đây hồi nào vậy? Gõ nó đi bạn. Gõ nó đi bạn, đúng rồi. Mình về đây. Nhưng mà trận này nhìn vẫn có vẻ thua ấy các bạn. Trận này nhìn có vẻ thua vãi luôn đấy. Ôi, cái con từ mới Erin tận 5-0. Sao người ta chơi từ mới mạnh thế nhở? Hồi giờ mình toàn gặp từ mới, toàn mấy đứa bên team mình nó test tướng không à. Mà ông này chơi kinh chứ. Trời ơi, bắn nó đi bạn, bắn nó. Không được rồi. Chạy đi, nó bắn đấy, nó ulti kìa. Ui, thôi. Thua rồi. Ngay trận mở bát đầu tiên là mình thấy thua rồi các bạn. Thua rồi, no hope rồi. Chơi này. Nhưng mà mình về đây. Về đi bạn ơi. Hay. Ê, mình bắt thằng Erin là được nha. Tính ra là thằng Erin là mình vừa sắt đau được nó đấy. Ăn được cái mạng nó xong rồi mấy trăm tiền luôn. Ôi, thôi. Lại đánh ẩu rồi đấy. Vãi trường thật. Giờ sao đấy? Làm được gì đây các bạn? Chịu ấy, thôi thua nhá. Ngay trận đầu tiên mở bát thua các bạn ơi. Với KDA 36. Đúng là một đầu mùa leo rank bất ổn mà. Thế, chắc lâu rồi chưa chơi Vered đấy. Giờ mình chơi Vered gà vãi. Cái chưa, ngay trận đầu tiên thua đấy là mình bảo rồi. Đánh bất ổn lắm. Tiếp tục đến với trận đấu kế tiếp là do là trận này các bạn có thể thấy là bên kia pick game.
nên là mình quyết định là mình chơi theo kiểu cốt truyện, là mình pick Stuart các bạn ạ. Bởi vì là cốt truyện Kane bị như nào thì Stuart nó đập lại như thế. Thế nên là chúng ta cứ chơi con tướng nào theo kiểu cốt truyện là được các bạn ạ. Tính ra là tất cả các lane mà mình leo cao thủ ấy là mình toàn tra đi thôi các bạn ơi. Và những cái lane khác là nếu mà bị tranh ấy thì mình mới chơi mấy lane khác thôi. Chứ hầu như mà nếu mà thả cho mình chơi AD ấy thì mình toàn chơi AD thôi các bạn. Do là mình chơi trong tất cả các vị trí ấy, thì AD là mình chơi tự tin nhất rồi. Mình chơi AD mình tự tin mãi nổi ra luôn ấy. Bắn nhau! Bắn nhau! Bắn nhau! Dính một viên. Chuẩn bị dính tiếp một viên nữa này các bạn. Nhìn này. Đó, mình bảo mà cái chiêu hai à đâu cái chiêu được con này khi mà có nộ bắn nhanh lắm. Ê, mình vừa thấy tập Stuart nhờ. Từ từ. Mình vừa mới thấy nó ấy các bạn ơi. Ơ thằng này láo nhở. Ê thằng này này. Đó bắn nó. Trời ơi, bị Joe bắt luôn rồi các bạn ơi. Vai cả trưởng tấn nó cắt. Mình ăn nguyên canh ngay giữa đầu vậy. Hay rồi, nó chết rồi đấy. Giết được không? Thôi. Vai nổi tất cả tem như thế thì làm sao mà giết. Ê nhơn. Bắn đâu ăn? Bắn nhau. Ui ui, nó lộn nó né được chưa? Đi. Boom, ui không tới tầm. Trời ơi, được không? Tôi thôi. Chết nó đi. Mình tới thằng Kane rồi, nhưng mà mình ăn được con này. Được không? Ui không tới, đen. Thằng Kane nó đang qua mình các bạn nên là mình quyết định là mình lui pha này nhá. Bởi vì thằng Kane nó đang qua mình các bạn ơi. Nó mà chui vô thì mình sẽ xài chiêu 2 nhá. Nó ra không ta? Không. Nó không ra các bạn. Ê nó vừa ra kìa. Trời ơi quả đấy mình giả vờ mình dụ nó tí được rồi. Mình có chiêu 2 mà. Rồi trận này lại no hop rồi đấy. Lại 3-6 Allen 0-2 các bạn ạ. Thấy chưa, mình bảo mà đầu mùa đấy. Đầu mùa nó thế. Chơi ông Lão Nhờn biết cốt truyện là như thế nào chưa? Biết cốt truyện là nó như nào chưa? Đó cốt truyện là như thế các bạn ạ. Mình có được cái bùa rồi. Ngon. À mình lấy cái trụ luôn chứ quên. Mình lấy được cái trụ rồi. Ơ thằng này bị điên à? Thằng này bị điên à? Mày quá, vẫn giết được kịp. Mình vẫn giết kịp các bạn ạ, không sao nhá. Pha đây vẫn lời ấy, mình giết vẫn kịp mà. Vẫn lời, không sao cả. Ủa, đổi len hay sao ấy các bạn ạ? Nhưng mà anh ta không dám vào đâu. Mình có chiêu mà, làm sao nó dám vào được. Ôi vãi, nó tính vào thật đấy. Mình điên à? Nó làm gì vậy? Ôi, gì đó đấy? Ui, mình chết rồi, ui. À, pha đấy mình bị phản xạ nhanh, mình xài tốc biến à. Không xài tốc biến đi cho rồi, phí tốc biến vãi. Thế Allen phế vãi. Ê. Vô. Trời ơi, lại Yue. Ê, mình cay con Yue này vãi. Ủa rồi sao mình không ăn được mạng Ryuma đấy? Ui, Toro ăn à, vãi trưởng thật. Lên mắt nhưng mà lại không hiện à. Hay, đấy, phải like. Nói chung là chúng ta cần phải tạo động lực cho bạn này các bạn ạ. Phải tạo động lực xong rồi mới ăn được thằng Yue. Ơi mà thằng Yue nó cắt mình khó chịu quá. Tính ra mình phải lấy cái hơi cơ cho ấy. Tính ra sao cứ đánh nhau làm gì nhở? Tem thì không có nhở. Tính ra là tem toàn đi chuyển ấy. Tem đứa ở top ở mid thế này mà cứ đánh nhau thôi. Khó hiểu thật sự luôn ấy. Lại đánh nhau kìa. Vai nổi thật, em lại mấy anh luôn ấy. Tướng, mình cho bạn vài đường. Mình cho bạn... Ui! Ui! Không đủ đam! Trời ơi! Ê, sao pha đấy không đủ đam giết nó vậy? Đen thế, pha đấy mình hơi đen các bạn ơi. Thế đánh lẻ tẻ vãi, tem mình đánh toàn thiếu người không à. Các bạn cứ để ý, từ nãy nhờ tem bạn mà đánh nhau ấy, là toàn 3-4 thằng thôi. Nói chung là trên đôi nha, chứ không bao giờ là dưới đôi nha. Còn tem mình đánh toàn thiếu người thôi. Múa đi. Trời ơi, nó múa xong nhưng mà nó giết mình. Xệt, không làm được gì cả. Thế mình ghét Kane vãi. Hay. Ôi, Toro giết được Yue kìa, hay. Ơ, rồi, chết rồi. Yue chết được các bạn ơi. Yue chết chắc rồi. Ơi, nó còn tốc biến. Được không? Láng lên, nó xong hồi sinh kìa. Hung nào. Hay. Giết được Yue là ngon nha. Giết được Yue là lấy được cái mã sát đao rồi. Đâm nó, nhơn, thằng nào, làm sao, mày đòi bắt ai cơ, lão với chúng tôi, lão này, múa đi, ấy da, nhưng mà sao, à. Ủa,
Không chết được vào lét luôn này hả? Vai trưởng. Ơ kìa. Rồi. Đấy, quét sạch luôn kìa. Giết thêm thằng kia nữa. Rồi chết rồi, nó mất flash rồi. Lão, chúng mày thấy giết tao chưa? Cái giá phải trả đó chính là 5 mạng đấy. Lão. Ê, mình vừa thấy thằng thằng Kane chắc rồi. À đâu, thằng Kai chết rồi. Ê, hey, thằng Kane lộ được kìa, thằng Kane lộ được kìa các bạn ơi. Lộ rồi, mày đi. Tem ơi. Ôi thôi xong rồi. Ây da, nó trâu. Ủa sao nó trâu thế? Mình xài mà đam của chút nhạc à. Vãi cả trường thật. Sao mà nó trâu chứ vậy? Ê. Tính... đấy, cái đấy là cái này gọi là cái vía DAD của mình nữa các bạn ạ. Mỗi lần mà mình DAD xong ấy, mình không cần phải làm gì nhá. Tem mình làm hết, mình chết xong rồi tem mình cũng làm hết. Toro 12 năm vãi trưởng các bạn thấy không? Toro 12 năm nhá. Ảo thật đấy. Bị điên à? Ảo tưởng à? Ok. Rồi, game này thì nói chung là tem mình ai cũng chi hay nhá. Ê, lần thì đầu game hơi phế thôi, nhưng mà tem mình vẫn kéo được ấy. Thật sao? Cứ chơi AD, chắc là mình sẽ chơi AD nhiều ấy. Nếu mà không bị giành AD thì mình sẽ chơi nhá. Ok, một sao đầu tiên. Tí ngay 2 sao nhá. Để xem qua hôm nay mình sẽ lên được bao nhiêu sao nhá. Ở trận kế tiếp mình lại tiếp tục được pick AD các bạn ạ. Và trận này mình sẽ cầm cái con tướng mà mình cực kỳ yêu thích nha. Đó chính là Hayate các bạn ơi. Đáng lẽ là mình chơi Yon ấy, mình muốn cầm Yon cho các bạn xem ấy, bởi vì là mình cầm Yon mình giữ vị trí cũng tự tin lắm, nên là cho các bạn xem chơi ấy. Nhưng mà trận này tem bạn pick Nagaroth, pick tem thả cả con Lumbo nên mình khó chơi lắm. Thường các bạn chơi bất kỳ con Yon, nói chung là các bạn chơi Yon ấy, các bạn phải xem tem bạn trước là chơi cái gì là các bạn mới pick nhá. Chứ nếu mà gặp tem đồ cũng khó chơi lắm đấy. Mình pick AD ở cuối ấy. Mình thấy tem bạn pick Nagaroth với lại pick cả Lumbo ấy, mình chia Hayate đúng đắn luôn. Lumbo khó anti trúng ạ. Nếu mà các bạn phản ứng nhanh ấy thì Lumbo khó anti trúng vào Hayate. Trừ khi mà anh ta xài anti tốc biến nhá, kiểu dạng bất ngờ ấy mới giết được mình ấy, chứ không thôi khó lắm. Đến giờ chơi rồi các bạn ơi. Mày dám cướp rừng ư? Rồi đi rồi đấy, hết tốc biến. Bảo rồi hết chạy, đưa cái mạng đây. Ngay trận ngay game à đâu ngay. Ngay mạng đầu tiên các bạn ơi. Nói hơi lù tí. Nó hồi chiều nhanh thế. Nó hồi chiều hơi nhanh các bạn ơi. Hồi chiều nhanh quá mình chưa kịp phản ứng ấy. Nhưng không sao. Vãi, rồi đánh kiểu gì đây? Ui, hai ông nội kia. Vãi trưởng thật. Ơ kìa, thế này, thằng này. Ôi, khó thế nhở. Ui, tem hoan được ai cả. Đen chưa? Cái gì vậy? Ủa vãi mũ đắt làm gì vậy? Vãi trường thật. Ôi tem tôi. Từ nhá. Cái đứa con rồng đây. Láo. Lai liền các bạn. Trận này mình lo được. Ui nhưng mà sao tự nhiên cứ làm được bao nhiêu là tem. Vãi trường thật cái gì vậy mấy bạn? Đi lão cầm na vệ thần nhưng mà đánh hơi hổ báo nha. Anh này anh chơi hơi hổ báo các bạn ơi. Vai tại sao không có mình cứ đánh nhau ấy nhờ. Trời ơi hay. Rồi từ từ. Trời ơi khó chưa, mình làm hết cỡ rồi các bạn ơi. Thật mình làm hết cỡ rồi. Ui con mít này nó ganh nhiều nhỉ. Ê, mình lại cứ đốn quái các bạn, buồn cười quá. À có SP. Ôi ông tới tầm. Ui da, ôi thôi may quá. Ít nhất vẫn giết được thằng Văn Heo nó nha các bạn. Quả đấy không ăn được Văn Heo là mình mới thấy lỗ ấy. Ăn được Văn Heo không sao, vẫn đỡ được. Ôi nó tóc biến kìa, đen chưa. Nó tóc biến các bạn ơi. Quả đấy nó không tóc biến là mình giết nó luôn rồi đấy. Mình đã làm hết cỡ rồi. Trời ơi đám to. Chạy đi. Ê, không cần chạy. Vai nổi Vera kìa. Rồi sao đánh nhau fit nhau hoài vậy? Thế fit hoài vậy. Vai trưởng tem.
Thôi 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 chịu 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 chịu. Rồi thằng Murat đâu? Thằng Murat làm gì vậy? À nó phá trụ các bạn ơi. Phá trưởng thật. Rồi phá được không? Phá được trụ trung cấp không? Đừng feed nữa. Đánh, get go. Ây, mình vừa nghĩ ra một phương án mới các bạn ơi. Kệ tên bạn nhá. Tên bạn thích đánh thì mình phá trụ các bạn ơi. Tên bạn đấy cứ phải thích đánh nhau ấy. Mình quyết định chuyển sang phá trụ các bạn ạ. Tên bạn đấy cứ phải thích đánh nhau mà. Để mình phá cho lẹ nhá. Đấy, để mình đi phá nhá. Để mình phá cho lẹ các bạn ơi. Đấy, nhìn tên bạn kìa. Đánh nhau xong bây giờ chết hết. Đây rồi. Này thì na cà rốt với chúng tôi này. Bạn đừng tưởng bạn múa là mình không dám chơi bạn. Bạn đùa mình à? Trời ơi, vãi nồi à, pháp sư cấu rỉa. Pháp sư cấu rỉa đây. Ôi ôi. Bảo rồi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Khổ thật đấy. Rồi mình chết luôn rồi này. Vãi thật, đánh nhau hoài vậy, đánh hoài luôn ấy. Thôi đánh hoài luôn. Chịu các bạn ạ. Đầu mùa nó thế đấy. Mình bảo khắc nghiệt nhưng mà khắc nghiệt tem bạn, khắc nghiệt tem mình thì lạ lắm. Ấy còn Murat kìa. À chưa thua. Mình tưởng thua rồi, chưa thua các bạn ơi. Chưa thua được. Hay. Rồi ok, được rồi. Để xem coi mấy ảnh đẹp như nào nhá. Để xem mấy ảnh đẹp như nào các bạn ơi. Chứ tầm này bây giờ tụi mình khỏe lắm. Gina nó chơi hay lắm, tính ra mình thấy tem trong tem nói Gina chơi hay nhất luôn rồi ấy các bạn ơi. Gina chơi hay nhất luôn rồi ấy. Ghê á. Khét vậy. Ê. Pha đấy khét nha bro. Trời vãi. Ui, tần nào có đốt nó múa gì vậy? Tê tần nào. Ôi mình thấy các bạn luôn, tần nào có đốt nó không biết chơi. Nào có đốt bên kia múa buồn cười vãi. Tê. Gì nào. Múa buồn cười thật. Tê công nhận. Ông đang múa hài tôi các bạn ơi. Ông múa bắt hài luôn đi. Giàu là được. Ghê chưa? Các bạn thấy tao flash chưa? Giàu là được nhá. Ghê chưa? Giàu là được. Gà thì gà nhá. Phải có skin si gái phải giàu nhá. Nhưng múa buồn cười thật. Công nhận thì múa buồn cười thật. Một sao nữa. Được rồi, để mình cố gắng mình chơi lên tinh 2 năm sao chắc được ấy. Rồi mình trả nick cho bạn này các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, vừa nãy nghe bạn kia kêu là lấy skin si gái, skin giàu các thứ, nên là mình quyết định là mình cũng sẽ chơi trận này cầm Nagaroth thứ nguyên vệ thần để mà lấy sao ở cái trận đấu này nhá. Nhưng mà không phải si gái đâu, mình là một người chơi múa thứ thiệt luôn, chứ không phải là chỉ để mua giàu vì giàu. Ok, lúc thể hiện đỉnh cao khả năng múa Nagaroth của mình đó các bạn. Si gái á, bây giờ Nagaroth trang phục không phải là si đâu, trang phục đấy mới là si gái đâu. Si gái là phải như này các bạn này, đấy phải có cái cưỡi vệ thần này mới gọi là si gái này các bạn. Đó, cái này mới gọi là si gái phiên bản đỉnh cao nhá. Đó, thấy chưa, đây này. Đấm nó bạn, bắn nó. Chết. Ai láo này. Sao? Thôi chạy. Ôi không ổn rồi, lui lại tí các bạn ơi. Oh shit, nó ăn rồng rồi. Ôi thật. Đổi rồng lấy con Shiya nhá, đổi rồng lấy con Shiya thôi. Ê, chuối free này. Chuối free này. Từ từ nhá. Tí nó mình đấm sau nhá. Cứ từ từ thôi. Từ từ hưởng thụ thôi các bạn ơi. Ô kìa. Áo tướng này. Vãi trưởng. Công nhận là mấy ông Flo thường chơi cũng hay bị ảo tướng à. Ê, nhưng mà từ từ nhá. Chờ mình pha xong Bullet là mình xuống mình ganh cho bạn luôn. À, tóc biến, mình tưởng mình không dám chơi à? Bạn nhờ nè. Láo.
Dám nhờn với lại anh Vu xì gái à? Ê, nhưng mà mình chưa thấy thằng Quillen đâu nha. Chưa thấy anh Quillen nên là mình lui tí các bạn ơi. Nhanh lắm, dễ gì bạn. Trời ơi, anh Vũ mà múa thôi nó khó lắm bạn ơi. Thế này, vừa nói xong. Trời ơi, cào anh ta chết lác luôn mà. Ôi, thôi xong rồi. Vẫn chết. Xì gái nó hơi lỏ rồi. Xài chiêu lố quá. Mình xài chiêu hơi lố nhá. Ê, tao ngã đi kìa, trời ơi. Thôi. Chạy đi, cút đấy. Ê, không ổn nha. Sao đam thằng Quillen này to hơn mình đấy nhỏ, nó đam to lắm luôn đấy. Mình không làm được gì nó kìa, ảo chưa. Tới này. Trời ơi, không bắt được. Mình không bắt được thằng Slim đâu các bạn ơi. Mình cào nó cỡ đấy đấy, nhưng mà bây giờ đam kiểm giác bé vậy ta. Ảo tưởng mày. Đừng tưởng anh em tao không thấy. Láo chúng tôi. Mày con rat vẫn nhường bùa cho mình các bạn ơi. Mình tưởng pha đấy rat ăn luôn chứ. Pha đấy rat ăn luôn là mình đi rồi. Láo à, từ từ thôi. Tăng Slim. Tăng Slim các bạn ơi. Cứu tôi. Đúng rồi. Ôi sao tự nhiên nó vần dí được mình vậy. Chấm hỏi. Anh Vũ double kill. Yeah, nhưng mà hết mana. Oh shit. Mình giết được hai mạng nhưng mà mình hết mana các bạn ơi. Còn mana là mình sống rồi. Nhưng không sao, vẫn giết được hai mạng là coi như có khi pha đấy mình cũng gỡ được, mình giúp được team ấy, không thôi là có khi thua ấy chứ, đúng không? Xin ra này. Từ từ. Trời ơi, mình mất bất tử rồi, mình mất liều rồi. Vãi trưởng thôi. Mất liều nhưng mà coi như là mình vẫn lấy được cái con Shiza, nhưng mất Shiza này mới toang các bạn ạ. May là mình vẫn lấy được con Shiza ấy. Mặc dù là mình không chừng trị. Ê, thằng Quillen. Thằng Quillen các bạn ơi. Nhưng mà không được. Hay bạn ơi, hay em ơi. Hay quá Alice ơi, tuyệt vời. Ủa, nhưng mà rồi sao thằng kia sao chết rồi. Nhờ nà. Ê, ủa Rat sao lại bên đây. Bên đây này, trời ơi. Trời ơi, Rat rồi. Trời ơi. Ngay lúc này mà Rat chết à, toang chưa. Wow. Ảo thật đấy. Nhưng mà còn không? Vai trưởng rồi sao vào đấy? Sao lên? Láo mày ơi, nhưng mà thua rồi. Thua rồi các bạn ơi. Trời ơi, giao tranh thế mình làm hết cỡ rồi thật, mình làm hết cỡ rồi. Mình đánh với thằng Quillen nhưng mà mình không được. Thua mới cay kìa. Và đấy mình làm hết cơ ở đây nhưng mà đánh vẫn thua, combat vẫn thua. Ôi thề, công nhận các bạn thấy không? Thấy rank đầu mùa chưa? Thế đánh cao thủ mệt lắm. Nếu mà các bạn đang muốn lên cao thủ chỉ có đánh rank đôi thôi. À đâu, đánh chơi chung với tem ấy. Chứ nếu mà đánh đơn thế này, đánh như mình ấy khó lắm. Mình biết bạn nào đánh đơn cũng như mình ấy sẽ gặp hoàn cảnh này, đánh mệt lắm. Sau cái trận căng thẳng vừa nãy thì mình quyết định là mình sẽ chơi một trận đấu chiêu chiêu thôi các bạn. Nên là mình sẽ cầm con Aurin vệ thần chiến giáp. À không, chiến binh vệ giáp gì ấy. Nói chung là cái trang phục SS bạch vệ chiến giáp của Aurin các bạn đấy. Mình sẽ chơi trang phục này với lại trên con tướng này để chiêu chiêu nhá. Chứ nãy giờ chơi mấy con mù múa mệt quá. Chơi mấy con đơn giản cho nó đỡ đây.
Thôi, tôi về với AD tôi đây. Mình về với AD mình thôi các bạn ơi. Để AD mình đi á, trận này còn gặp Eo Su sứ giả tận thế. Nhưng mà sao bắn hụt đấy giờ à? Ô này. Rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Có bộc phá để không chị? Ê, từ từ, từ. Có scoot. Có scoot. Có scoot. Nhơn. Đòi ăn. Thấy sức mạnh của bộc phá chưa? Ê. Coi chừng. Coi chừng. Nhơn. Nhơn này. Nhơn này. Chưa lên 4 ảo tưởng. Chưa lên 4 ảo tưởng. Uầy, con Aladdin thì mạnh vãi. Đúng là mỗi lần chơi là mỗi lần đều tin tưởng nó nha. Trời ơi. Mình nhiều tiền nhất team các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ủa rồi cái gì đấy? Bị ảo tưởng à? Ủa, 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 cái gì đấy, gì đấy? Ủa gì đấy? Tiêu. Ô, bạn này bị điên à? Mình châu là bạn ơi. Ui, mình châu vãi. Tính ra mình đứng yên yên mình chưa chơi luôn đấy. Mà tên bạn giết không nổi kìa. Thầy con Aladdin để châu vãi. Hay cho mình có skin nhở? Phán đi, phán đi. Ê. Ui, vãi trưởng Toro kìa. Quả đấy mình bộc phá nó chết rồi đấy. Ui, full CC luôn. Ăn nguyên combo CC không kịp làm gì luôn. Ôi, vãi ảnh cay rồi. Ảnh cay đó các bạn ơi. Ảnh cay rồi. Thằng này nó cay rồi. Ui giời ơi, cay. Thề cay lắm luôn ấy. Ui, con Aladdin thì khỏe vãi. Mình ăn, mình cho nó ăn nguyên CC kìa. Không làm được gì cả. Đi. 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 Không chết. Ui, tưởng pha đây không chết. Ôi, như khỏe ác. Mình phải công nhận là cái sức mạnh của vệ thần chiến giáp này. Nó làm một cái gì đấy rất là kinh khủng các bạn ơi. Quá là mạnh luôn. Đỉnh cao vãi trưởng. Thề khổ vãi. Thề đúng khổ đấy. Không làm được gì đâu đấy. Ôi, còn chết luôn kìa. Ôi, trận này win rồi. Trận này chắc là mình chơi chiêu chiêu cho bạn xem ấy. Trận này win chắc rồi, mình khỏe quá. Tề, ái da, mình còn chưa kịp trừng trị nữa. À, chưa kịp bộc phá chứ. Tề, nhìn no hop vãi, thêm bạn no hop lắm. Phá trụ này, ái da. Ui, trời ơi, ăn nguyên. Ui, con Aladdin này nó CC nhiều quá. Tưởng mình không nhắm vào. Tưởng mình không nhắm vào các bạn. Mấy ảnh tưởng mình không nhắm vào ấy. Rằng tàu Yuka. Yuka làm cái gì ấy, tay mặt bất lực rồi thật. Ui, trận này đúng kiểu tay mặt bất lực không làm được gì luôn ấy. Cố gắng bắt nhưng mà mình trâu quá ấy, không qua được mình. Bởi vì là giống kiểu tay mình ấy là có cái bức tường, đó chính là mình. Đi vài đường quyền con nào. Đi vài đường quyền con nào. Đi. Đi vài đường quyền ấy. Đi vài đường quyền ấy, ra lại mất bộc phá rồi. Đi vài đường quyền ấy. Đi vài đường quyền ấy. Ây da. Ghê ta, ghê vậy ta, ghê vậy ta. Ghê vậy ta. Ghê vậy ta. Boom, ấy da, mình vẫn chết rồi các bạn ơi. Tôi xong rồi, hơi ẩu nhá. Tay mồi vãi, nhưng mà không có tem. Oh shit. Ấy da, mình sẽ chiêu hụt rồi. Nhưng không sao. Bởi vì là tôi đã quá trâu các bạn ạ. Tôi đã quá mạnh. Ây da, tôi đã quá mạnh, tôi xài chiêu tầm bậy tầm bạ luôn. Tanh quá xài chiêu tầm bậy tầm bạ thôi các bạn ơi. Rồi, win rồi đấy, nice sir. Nice sir. Thì cũng không biết là mình leo được mấy trận này, 5 trận đúng không? Ờ, mình leo được 5 trận rồi các bạn ơi. Thua mỗi một trận à? Hình như thua 2 trận đúng không? Ờ, thua 2 trận, win 3 trận. Thì hôm nay cũng là một ngày lời chứ không phải một ngày lỗ nha. Được rồi, chắc là mình sẽ kết thúc cái một ngày leo thử rank đầu mùa tại đây. Bởi vì là chơi như này là cũng đủ rồi. Chủ yếu là mình test thử các bạn ạ. Nhưng mà đánh giá với mình thì cũng nhận là cầm con Aladdin này mạnh phết. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, từ nãy giờ mình chơi rồi đấy. Lâu lâu sẽ có những trận đấu đánh rất là khó. Vậy nên là bạn nào mà đang có hành trình hoặc là muốn leo lên cao thủ thì cố gắng chơi với team nhá. Chứ mình leo đơn ấy thì các bạn có thể thấy như mình ấy, đánh cực kỳ khó khăn luôn đấy. Thì mình không biết là các bạn đã lên cao thủ hay chưa. Thì bạn nào lên rồi cứ comment phía bên dưới để cho bạn khác có động lực để mà leo nhá. Còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nha.